Hoa tươi Thái Trang, đẳng cấp, tinh tế và đầy cảm hứng. Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ngày 5 tháng 8, 2023, là một bức tranh sống động với sắc màu rực rỡ. Hoa tươi Thái Trang đã trở thành điểm đến yêu thích cho những ai yêu hoa, yêu sự tinh tế và yêu cuộc sống. Một thế giới của nghệ thuật, hương thơm và màu sắc đang chờ đợi bạn trong cửa hàng hoa mới của chúng tôi tại trung tâm thành phố. Kết nối với thiên nhiên, mỗi bó hoa tại Hoa tươi Thái Trang là một câu chuyện riêng, kể về sự kết nối giữa con người và thiên nhiên được tạo nên từ những bông hoa tươi thắm sắp xếp dưới bàn tay tài hoa của các nghệ nhân chúng là lời thú nhận tình yêu lòng biết ơn hoặc đơn giản là niềm vui trong cuộc sống đẳng cấp và phong cách hoa tươi thái trang không chỉ bán hoa chúng tôi tạo nên trải nghiệm từ không gian cửa hàng được thiết kế độc đáo sang trọng đến dịch vụ tận tâm và chuyên nghiệp chúng tôi đảm bảo rằng mỗi khách hàng sẽ cảm nhận được sự đặc biệt sáng tạo không giới hạn với đội ngũ nghệ sĩ hoa tài năng chúng tôi liên tục khám phá và sáng tạo Đem đến những tác phẩm hoa độc đáo và đầy cảm hứng. Không chỉ là một món quà, một bó hoa từ Hoa tươi Thái Trang là một tác phẩm nghệ thuật. Cộng đồng và trách nhiệm xã hội, Hoa tươi Thái Trang cam kết đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua các chương trình từ thiện và bảo vệ môi trường. Hãy đến Hoa tươi Thái Trang để khám phá một thế giới hoa tươi đầy màu sắc và cảm xúc. Mỗi bó hoa là một nụ cười, một lời chúc, một bàn tay nắm, một cuộc hẹn bạn không thể bỏ lỡ. Website: hoa -thái trang com số điện thoại 0908 171 416.